Rồi mình xin giới thiệu cái mô hình mới, cái nuôi bê hiện đại nha. Đó. Mô hình này nuôi bê, chăm sóc bê rất là nhẹ nhàng nha anh em. Bê rú rất là khỏe mạnh, rất là nhiều. Nguồn sữa là tự cho sữa nha, rất là lớn. Bê bú tự do, nhanh phát triển, ít bệnh nha anh em.